trở thành khiến Harry luôn xúc động khi khẳng định điều chắc định này trên truyền hình. Mới đây khi tham gia một chương trình, Trấn Thành khiến cả khán đài và người xem xúc động khi khẳng định suốt đời chỉ có mối Harry Won. Cụ thể, Trấn Thành chia sẻ về chuyện tình của anh và Harry Won. Anh không hứa trước điều gì, nhưng rất mong muốn được sống trọn vẹn nghĩa tình vợ chồng của bà xã. Nam MC chia sẻ, tôi chưa từng dám tính đến kiếp, nhưng ít nhất thì cho đến hết kiếp này, tôi vẫn muốn Harry Won làm vợ của tôi. Harry Won nở nụ cười trong hạnh phúc. Cả khách mời người tham dự đều rất xúc động trước câu nói đầy tình cảm của MC. Có thể thấy, Trấn Thành và Harry Won không ít lần khiến người hâm mộ ghen tị bởi tình cảm họ dành cho nhau. Năm 2016, Trấn Thành và Harry Won quyết định về chung một nhà. Sau thời gian tìm hiểu, trải qua nhiều khó khăn ngày người yêu và công khai tình cảm, đến nay cả hai đã trở thành vợ chồng được đông đảo khán giả cùng đến ngưỡng mộ. Trấn Thành cho biết, giữa hai vợ chồng bất đồng về một chuyện gì đó và cãi nhau, mà theo nam MC thì vợ anh dần chuyện hơi không hợp lý. Anh từng tâm sự về lần cãi nhau lịch sử này và không có lần thứ hai. Cụ thể vì tranh luận sau đó, anh đã mang sự bực tức ở trong người nên khi đi đến sân bay, bà già Trấn Thành đã bị hạ canxi. Không biết mọi người có biết bệnh tụt canxi không, nhưng vợ tôi thường xuyên bị như vậy. Lần đó tôi và Harry Won tới Hải Phòng rồi tranh cãi với nhau về chuyện gì đó mà tôi không biết. Tôi thấy câu chuyện vợ dần tôi vô lý quá nên không muốn giải thích nữa. Thế là Harry Won cứ hậm hực, mang sự bực bội trong người từ khách sạn ra tới sân bay. Sau đó chân tay Harry Won bắt đầu run lên bần bật, mất tự chủ, không kiểm soát được. Lúc đó tôi không biết vợ mình đang bị tụt canxi, chỉ thấy cô ấy bảo chóng mặt quá rồi ngồi gục xuống. Tôi khi đó cũng đang giận nên nghĩ Harry Won lại nhắm chuyện để gây sự với tôi, bắt tôi phải xin lỗi nên tôi bỏ mặc không nói hỏi vợ. Sự thờ ơ của tôi càng khiến Harry Won càng điên và căng thẳng, chết hơn ngừa. Rồi chân tay Harry Won bắt đầu run lên, co giật méo miệng. Lúc ấy tôi mới hoang mang, vội lấy tay giữ lại cái mặt cho Harry Won không bị méo mồm và bạo cô ấy bình tĩnh. Lập tức tôi bắt taxi đưa vợ đến bệnh viện gần sân bay nhất. Lúc tôi bế Harry Won khỏi xe, tay cô ấy vẫn chặt liên hồi khiến tôi vô cùng lo lắng. Khi đến bệnh viện, mặc dù Harry Won đang lên cơn co giật phải vào cấp cứu, nhưng có một y tá vẫn chụp hình khiến Trấn Thành vô cùng bức xúc. Anh cho biết, tôi thấy hành động của y tá là không hợp lý. Và tôi đang co giật phải cấp cứu, còn chưa biết sống chết thế nào mà còn đè người ta ra xin chụp hình. Tôi ghét lắm, ấm Harry Won trên tay, tôi sợ vô cùng. Vì cứ nghĩ sẽ bị méo mủ cả đời, tôi phải nằm kế bên cô ấy, nắm tay xoa bóp các kiểu rồi trấn an. Em không sao hết, có anh ở đây rồi, mà đến khi bác sĩ vào cấp cứu, truyền nước biển thì mới hết được.